Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về một cái combo đến từ hãng Đà Đông. Và cái amp của nó là AVC S511HD. Và cái bộ nó sẽ bao gồm là một chiếc amp nè, một cái loa sub hơi và 5 cái loa con, hai cái loa hai bên là hai loa phong và hai loa surround và một cái loa center. Và lo về thì trong tình trạng đẹp đông đanh nha. Và nó sẽ kèm theo một cái khiển zin của Đà Nông và một cái combo là dây lo đầy đủ luôn. Trong này thì rất hiếm có cái khiển zin theo máy nha. Đối với chiếc amp Đà Đông AVC S511HD này thì nó sẽ có kết nối HDMI với cái chuẩn cao là 1.4A và sẽ hỗ trợ video 3D, chức năng ARC và sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh như là Dolby QHD, DTS Master Audio. Về công suất của nó là 130W điện áp 100V, đó là công suất tiêu thụ điện. Về công suất ra loa và nó sẽ có công suất là 34W và nhận điều cho 5 loa nha, 6 loa, xin lỗi là 6 loa, 5 loa con và một cái loa sub thôi. Trợ kháng loa là từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Và về kích thước chiều ngang của chiếc amp nha là 434mm và chiều cao của nó là 70mm và chiều sâu là 318mm. Trọng lượng của nó là 6,2kg. Đối với chiếc amp Đà Nông này thì nó sẽ có nhiều chế độ nghe nhạc và xem phim, và đặc biệt là nó có luôn cái chức năng là chỉnh được bát chép nha. Đa số là những cái máy vàng, máy trong cái bộ vàng thì nó sẽ không chỉnh được bát chép, nhưng đối với dòng Đà Nông nội địa Nhật thì chỉnh được bát chép luôn. Dòng này thì nó sẽ cho chúng ta một cái âm bát rất là lực nha. Rồi về cái loa tai thì 5 loa con này thì cấu hình của nó là giống nhau nha, và model của nó là Đà Nông SC AS500. Giải tần của nó là từ 80 cho tới 3 kHz. Trợ kháng loa là 6 ohm, công suất là từ 40W cho tới 100W, độ nhạy là 82 dB. Và bên trong chiếc loa này thì nó sử dụng là hai cái loa toàn giải là 5,7 cm. Chiều ngang của loa là 85 mm, chiều cao là 88 mm và chiều sâu của nó là 115 mm. Đó là 5 cái loa con, thông số của nó. Rồi đối với cái loa sub điện nha, loa sub điện của Đà Nẵng luôn. Bên trong chiếc loa này thì nó sử dụng một cái loa bass là 16 cm, chiều ngang của loa là 135 mm, chiều cao lên tới là 420 mm và chiều sâu là 300 mm. Các tiếng loa còn đẹp đông lanh luôn nha. Ở đây thì nó sẽ có thiết kế là cái lỗ để ta treo tường nha. Tổng cộng là 5 loa Đà Nông SC AS511. Công suất max của nó lên tới là 100W, 6 ohm. Rồi hiện tại là em đang kết nối là 3 loa nha, 2 loa phong và một cái loa sub. Loa sub nó sẽ có thiết kế lỗ thông hơi phía sau và một cái loa bass thông nha. Rồi đây là kết nối phía sau của chiếc Đà Nông AVC S511HD, điện áp 100V, công suất là 130W. Rồi đây là cổng HDMI, anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái đầu điện HD bên ngoài. Out sẽ xuất sang TV, dòng này thì nó sẽ có luôn cái chức năng là ARC. Rồi đây là 3 cổng kết nối loa. 2 loa phong ở hai bên, loa center ở giữa và loa sub ở phía dưới này. Hai bên là 2 loa surround. Trợ kháng loa là từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV và đây là cổng analog. Anh em có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và dòng này thì nó sẽ có thêm một cái cổng là sub điện luôn nha. Anh em muốn chơi một cái sub điện lớn thì ta sẽ kết nối cái cổng này ra. Rồi dòng này cũng khá mới nha, năm 2012. Đây là cái loa sub hơi đây, góc cạnh đẹp hết luôn nha. Và một cái loa tai đây. Đây, xung quanh được thiết kế là gương bóng piano cực kỳ sang trọng và bên trong nó sẽ bao gồm là hai cái loa toàn giải 5,7 cm. Rồi em sẽ mở cái loa ra cho anh em xem. Đây, các tiếng loa cực đẹp luôn nha. Cấu tạo tổng cộng 5 loa đều như vậy hết luôn. Đây là chiếc lưới của nó. Rồi đây là khiển zin của Đà Nông, khiển theo máy luôn nha.
Đối với cái dòng này nếu như chúng ta không có khiển thì sẽ không vào bên trong cài đặt cũng như là điều chỉnh được bát chép nha. Rồi thì bây giờ em sẽ hướng dẫn điều chỉnh bát chép luôn. Rồi đây là nút setup nha. Rồi anh em nhấn mũi tên qua lại và lên xuống nha. Tại cái menu là parameter nè, ta nhấn enter. Tại mục tone nè, ta nhấn enter. Enter qua lại và lên xuống nha. Rồi ở mục tone control ta chuyển sang là on và di chuyển mũi tên xuống thì tại đây là bát chép tăng giảm được nha. Và chép tăng giảm lên. Đó là chỉnh bát chép. Rồi trở ra. Rồi bây giờ thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên, đó là cổng PD, cổng kết nối với cổng HDMI. Chất âm rất là uy lực nha. TV. Vô đường trà chim trà cú đón chào mời nhau bánh tét xa biết rằng người yêu dấu thấp mười trăm chiếc. Rồi cổng analog. Rồi ta sẽ kiểm tra là cổng analog đang kết nối với cổng nào. Đây cổng phía sau của nó là cổng VCR. Các tuyến loa đều rất là đẹp nha anh em. VCR. Mạnh đất An Giang, châu Đốc Nghĩa bà 23 tháng 4. Đi lấy dân hương cầu mong gia đạo bình an. Về thăm Kiên Giang dòng riêng miễn cứ an yên. Chiều qua Hà Tiên Đông Hòa hồn đất gò rồi với cổng quang này thì anh em có thể lấy tín hiệu từ Smart TV nghe trực tiếp luôn nha. Và cổng analog thì anh em có thể lắp thêm phần cái thiết bị Bluetooth thì ta có thể sử dụng cái bộ này để làm bộ phát nhạc Bluetooth cũng rất là hay nha. Rồi với một cái combo đời nông trong tình trạng đẹp long lanh, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng, khiển zin theo máy đủ phụ kiện luôn nha và dây loa theo máy luôn. Thì với combo này thì em sẽ bán với giá là 3.400.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ với số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.